Lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra công an Hà Tĩnh cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Xuân, sinh năm 1976, lao động tự do, trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh, việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Xuân để đảm bảo đúng trình tự quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, Trần Thị Xuân là đối tượng thường do tham gia hoạt động lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung gây rối an ninh trật tự do các linh mục phản động ở giáo phận Vinh kêu gọi. Trần Thị Xuân cũng là đối tượng cầm đầu, cốt cán tổ chức vụ biểu tình chiếm giữ trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm 3 tháng 4 năm 2017. Trong cuộc biểu tình này, Trần Thị Xuân đã cùng một số đối tượng phản động khác đã kích động người dân chiếm giữ trụ sở chính quyền, hạ cờ Tổ quốc và hung hăng thượng cờ ngũ sắc đại diện cho Giáo hội Thiên Chúa giáo, ép buộc cán bộ chính quyền huyện Lộc Hà phải rời khỏi phòng làm việc. Việc bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Xuân là điều cần thiết để trừng trị những kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trước pháp luật.